Ôi, xin chào anh em đam mê, lại là mình đây anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip bán phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ. Đây là A Chu, hello anh em cái Chu. Hello anh em. Cho anh em chúc hết luôn ý, gần tới chúc rồi. Chúc hết luôn ý. Được, gần tới rồi. Quá không anh em ơi. Kiếm gạo luộc đồ. Được cứu chiếc này chứ không được bán được. Rồi anh em. Thì hôm nay thì em có một số phôi lùng lực giá sinh viên. Đại học có hết. Muốn giới thiệu đến anh em sắp xếp thời gian vào đón xem hết clip này rồi ưng cái nào thì gọi điện trực tiếp mình chốt cho nha anh em nha. Thì em này chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận, mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày và 8 giờ sáng anh em sắp xếp thời gian vào đón xem kênh của mình rồi ủng hộ nhóm của mình luôn. Anh em cảm thấy kênh mình hay và mình thích thì nhớ like đăng ký ủng hộ kênh em luôn. Thì em có số điện thoại bên trên, mã số cây, ngày tháng, giá tiền niên ước luôn. Anh em thích cây nào thì cứ gọi điện trực tiếp mình chốt thôi, là em sẽ gửi cây tới nhà cho anh em. Em bán bao ship toàn quốc nha anh em nha. Bao ship toàn quốc. Đấy thì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, nắng đẹp luôn. Cho nên em quyết định làm clip bán phôi mai anh em à. Mà nói vậy chứ ngày nào mình cũng bán hết á. Kê cái chi này lên chung. Thì cái loại này, cái dòng mai vàng này thì có nhiều anh em thì cũng rất là mới. Cho nên anh em mua cây về nhớ gọi em, hoặc là trong thời điểm mà mình mua cây á, mình gõ lên kênh YouTube mình gọi là cách trồng mai rừng đặng xem cảnh, rồi mình xem tham khảo thêm nha anh em nha. Thì em có làm những clip trồng cây trên đó, anh em cứ lên coi thử hợp lý không. Hợp lý thì mình mua, mình ủng hộ nhóm mình. Và em làm cái này rất là hiệu quả và em bán cho anh em toàn quốc làm cũng ok luôn. Rồi thì em không nói gì nữa, bây giờ em quay lại vấn đề chính là em thông số cây cho từng cây cho anh em coi rồi chốt nè. Rồi phôi đầu tiên, rễ đế thì bao ok. Đế nở nha anh em nha, cây trực một cốt gốc ngọn. Cây có miếng thẹo lũ vô đây. Đấy. Da đã tớm lại, anh em xem thông số cây này đi. Cây gốc ngọn, chi cấp đầy đủ. Được. Đẹp á. Hoành luôn. Mình 49. Cao 66. Bao giờ 50. Rồi anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây đẹp á, dứt anh em ư. Tụi mọi người ơi, một cây lùng lực đế rất là đẹp nữa. Rễ nhiều luôn anh em. Rễ con với mẹ gì đây. Cây có miếng lũ thép đây nè ha. Đấy, miếng lũ thép đây. Cây dốc ngọn anh em à. Đấy. Cây ok đấy. Cây này hay nghiêng ta. Nghiêng bên đây. Rồi được rồi, được. Đó, đế rễ bao phê. Dốc ngọn 5 chi. Mời anh em xem thông số cây này nè. Rễ đế nhiều lắm nha anh em nha. Đẹp á. Cây dễ con dễ cám gì đây. Đẹp chưa chung? 52. Cao. Cao 45. Bộ dài 44. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn anh em ơi, cây đẹp, đẹp đó. Tiếp tục mọi người ơi, một phôi nữa. Cây rễ đế được nè anh em nè. Đấy, dễ rồi ok nha. Cây này có miếng thẹo này, miếng thẹo đây. Đây miếng thẹo nữa anh em. Đục nhìn chi nè. Rất là lực nha anh em nha. Cây này mà cút ngắn luôn. Là một cây một củ lực luôn anh em à. Thì mình để vậy cho anh em về từng cắt nha. Anh em xem thông số cái này. Cây này cũng lực đấy anh em à. Cây củ á. Cây lực luôn. Có cái củ nha anh em. Củ. Bình 49. Cao 50. Bầu dài 42. Ôi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây đẹp à. Trước kia. Rồi tiếp tục anh em, một phôi nữa nè. Một phôi rễ đế ok nè anh em. Đấy. Cây dễ đế đạt nha anh em nha. Cây chụp một cốt thoát thăng vừa phải, có một miếng thẹo đây, miếng lũa thép đây. Đấy, 3 chi 4 chi rất là lực nha anh em nha. Lùng thôi, gót ngọn đẹp hoành luôn. Mua về ghép chơi anh em ư. Mình 44. Siêu bông Sài Gòn in vô. Cao 47. Bầu dài 42. Rồi anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt đi anh em ơi. Tục anh em một phôi ba chi lùng nữa. Lùng tam tài anh em ơi. Rễ đế nữa. Ok, cây lùng lực. Đấy, tam tài. Ba cốt nha anh em nha. Một thẹo đây, một miếng thẹo đây thôi. Dạng chi nè. Rất là lạ cây lùng. Cây này hoành. Cây này lực cánh. Cây này nhờ nó lùng. Rút mỗi chi khúc khúc nữa là đẹp. Bình 51. Đây. Cao 35. Bầu dài 39. Rồi, anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây đẹp đấy. Dứt đi anh em. Tiếp tục anh em một phôi nữa. Cây trực một cốt rễ đế được nè anh em. Đấy. Rễ nè, rễ đế được nha anh em nha.
Cây có cục u chỗ này nè anh em ạ, có cục u này. Cây có miếng theo lũ đây, đây cục u nữa. Đấy, anh em xem thông số cái này nha. Quành đi. Quành 46. Cao 54. Bộ dài 44. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Tiếp tục anh em một thôi nữa. Rồi đấy, ok, kê bên này cao lên. Tại ừ, lên nè xuống này, rồi đế quá đẹp nha anh em nha. Lực chỗ này đế nữa là một khúc luôn anh em. Cây có miếng thèo lũ đây, miếng thèo cho đây hai chi, đấy một cốt luôn, hai chi đế nữa quanh luôn. Quanh 46. Cao 54. Cao dài 42. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ cây này nha anh em nha. Dứt đi. Tiếp tục mọi người ơi, em xin giới thiệu đến anh em một cây nữa. Ù bề đế lực, quá lực đẹp luôn em. Lực. Đế lực nha anh em nha. Cây có miếng thèo lũ cho đây nè. Đấy, vàng chi giót ngọn. Cây quá lực luôn anh em. Lùng mà. Cục ở chỗ đây luôn anh em ạ. Cây này mà anh em về làm nhanh ra cây luôn, tại nó giót ngọn sẵn anh em ạ. Cây đẹp quá. Hoành luôn chú ơi. Bình 46. Cao 38. Cầu dài 43. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ luôn nha. Dứt đi anh em ơi. Tiếp tục mọi người ơi, em xin giới thiệu đến anh em một cây chụp một cốt rễ đế bao phê nữa nè. Lắc rễ nhiều đế đẹp nha anh em nha. Rễ nhiều luôn. Cây này liền lạc hết luôn anh em. Có một cái lỗ xíu chỗ đây thôi. Nhìn chi nè, xuyên về một hướng rất là đẹp. Cây này làm giá cây rất là đẹp nha anh em nha. Đấy, liền lạc. Anh em xem thông số ơi, cây đẹp quá anh em ơi. Lực không? Vành 53. Cây quá lực anh em ạ, đế nữa. Cao 60. Độ dài 40. Rồi, anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chúc đơn anh em ơi. Dứt đi. Tiếp tục anh em, một phôi rễ đế ok nữa nè. Đế nở tiếp. Đế nở ok đấy, cây có miếng thèo lũ chỗ đây ha. Miếng thèo lũ đây nữa. Đây miếng thèo lũ nè, cây dốc ngọn chụp một cốt. Đấy, cây đẹp đấy anh em à. Coi chốt đơn nha anh em. Xem thông số cây này nè. Dứt đi. Quành 40. Cao 51. Bộ dài 40 luôn. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt anh em. Tiếp tục anh em một phôi nè, rễ đế ok nha. Đấy, rễ đế quá ok luôn anh em à. Đây có miếng thèo lũ trên đây nè. Chi cắt trợ lực, nước không. Nhìn chi giót ngọn, lùng lực. Anh em xem thông số cây này luôn. Đế nữa, ngon. Quành đi. Kê đây lên xíu nè. Rồi quành. Quành 44. Cao 50. Bộ dài 43. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn. Anh em lại tiếp tục anh em một phôi, một cốt, giót ngọn nữa. Rễ đế ok. Đế nở tiếp. Đế nở nha anh em. Cây có miếng thèo đây. Đấy, cây này có miếng thèo đây nữa nè anh em nè. Cây liền lạc ba chi. Đấy, lên chi ra nha anh em. Giót ngọn luôn. Đế nở là đẹp vành. Anh em thích cây một cốt thì vào việc nha anh em nha. Bình 46. Cao 65. Bộ dài 40. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Tiếp tục mọi người một phôi nữa. Cây rễ đế ok. Cây rễ đế rất là ok nha anh em nha. Đấy. Cây này dạng chi đẹp luôn. Dốc ngọn luôn. Cây chỗ này một cục bự cho bá luôn. Cám à. Ừ. Đế nè. Cây có hai miếng thèo đây. Dốc ngọn. Thân chủ quá ngọt. Dễ nè. Tự dễ. Ngon lành cành mai. Quanh. Đế rất nhiều nha anh em. Đế đẹp. Quành 54. Cao 45. Bộ dài 43. Cây đẹp anh em à. Coi nghiên cứu sưu tầm nha. Chốt đơn. Tiếp tục anh em một phôi nữa. Rễ đế ok nè anh em nè.
Đế nở rất là đẹp nha anh em nha. Đấy, đế rất là ok. Cây này sạch không tì vết luôn anh em, chực một cốt. Da bộ chi đẹp luôn. Cây có miếng thèo lũ cho đây. Không tì vết luôn. Cây da bộ chi đẹp quá anh em ơi. Ôi, anh em xem thông số cây này vào việc nha. Quan. Vẫn 45. Cao 55. Bầu dài 42. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn anh em ơi. Trước đi. Mọi người ơi, em xin giới thiệu đến anh em một cây chực một cốt, gốc ngọn đẹp nữa, đế đều luôn. Đế nở mà đều nha anh em nha. Cây này nhìn chi cũng đẹp luôn nè anh em nè ha. Nhìn chi đẹp luôn. Cây có miếng thèo đây. Một miếng thèo đây. Đấy, miếng thèo lũ ở đây nữa nè. Nhìn chi gốc ngọn rất là đẹp. Cây phân ra hai cốt nha. À, hai tầng nha anh em nha. Quá đẹp luôn. Bộ đế ok, bộ đế nở. Lực dễ nhiều luôn. Bầu chắc luôn. Quanh. Vành 44. Cao 58. Bầu dài 40. Mời anh em sưu tầm ủng hộ, chốt đơn anh em ơi. Dứt đi. Tục mọi người nè, một khôi chực một cốt, rễ đế ok nữa nè. Rễ đế tạm được nha anh em nha. Đấy. Cây này dễ tạm được, nó có hai chân rễ đây, ba chân rễ anh em. Cây có miếng thèo lũ đây, miếng thèo lũ đây. Dàn chi gót ngọn rất là đẹp, thân chủ lắc nhẹ. Chi có cậy đàng hoàng nha anh em nha. Rồi anh em xem thông số ơi. Cây dàn dễ dưới bầu được. Vành 41. Cao 70. Bầu dài 37. Rồi anh em sưu tầm ủng hộ nha anh em nha, chốt đơn. Tục anh em một khôi rễ đế ok nữa nè. Cây này hai cây nha anh em nha. Cây này riêng khỏi tính luôn ơi. Nhưng mà bố cục hợp lý nên tính luôn. Cây có miếng thèo đây. Miếng thèo đây, miếng thèo đây, miếng thèo đây. Đây miếng thèo nữa. Đấy, đã lành hết nha anh em nha. Cây giót ngọn. Cây này đang là con thú nhỏ nha. Đó. Dàn chi dàn đế ok hợp lý luôn. Cây lực lên nhiều lắm. Rồi anh em xem thông số cây này nè. Rất là lực nha anh em. Vành một cây nè. Một cây là vành 50. Rồi cây kia vành nhiêu? Vành 2 cây. Ừ. Vành 2 cây là vành 78. Vành cây nhỏ nè. Cây nhỏ là 25 vành. Cao. Cao 39. Bầu dài hết luôn là 48. Rồi anh em sưu tầm ủng hộ cây song long này nha anh em nha. Dứt đây. Tiếp tục anh em một khôi nữa. Đừng kê với nó. Rễ đế ok. Rễ đế nè anh em. Đấy. Rễ đế nữa nè. Đấy. Rễ nè. Cây này nó có miếng thèo lũ ở đây. Da đã tóm lại hết luôn. Đây miếng nữa. Da tóm luôn. Ba chi. Tam tài luôn anh em ơi. Lực. Cây lùng lực. Chi đẹp luôn. Quanh. Giót ngọn. Giót cái ngọn còn cỡ tay. Cổ tay thôi nha anh em. Vành 57. Cao 50. Bộ dài 50. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Con cái. À, con cái nữa hả? Rồi, dứt, chúc anh em. Tiếp tục mọi người, cây này cây cuối cùng clip nha mọi người. Rồi, cây cuối cùng clip thì rễ đế quá ok. Đấy, nè, cây này có cục u ở đây. Nói chung cục u vô đây tròn hết luôn anh em. Đây, cái chân dễ nó nè, ha. Tròn hết luôn. Cây có miếng thẹo đây nè. Đấy, cái thèo đây có một cái chi che lại nữa. Quá đẹp. Rồi, anh em yêu thích cây này và yêu thích những cây kia thì nhớ gọi điện trực tiếp nha. Hoành luôn chú ơi. Thông số cái cây cuối cùng cho anh em thông tin kỹ kỹ cho anh em biết chốt cái cây u u nặng nè. Đó, nó u nè. Hoành lên đây. Hoành. Hoành tên đây là 47. Hoành eo 47. Hoành dưới cái cục u là 56. Rồi, cao. Cao 50. Bầu dài 47. Rồi xây dòng nữa. Rồi anh em yêu chưa thích cây nào thì quay lại coi tiếp nha anh em. Mình xây dòng nữa thôi nha. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip. Chúc anh em buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em. Rồi tạm biệt anh em mấy chú. Rồi.